Chào mừng bạn đến với Trạm Đọc, chương trình podcast đến từ Looker Plus, và mình là Mèo, người sẽ đồng hành cùng bạn trong câu chuyện ngày hôm nay. Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1907, truyện ngắn Chiếc Lá Cuối Cùng là truyện ngắn nổi tiếng bậc nhất của nhà văn người Mỹ O. Henry. Tác phẩm đã gây được nhiều tiếng vang bởi những giá trị nhân văn sâu sắc mà nó gửi gắm về tình người, nghị lực sống và giá trị đích thực mà nghệ thuật mang lại. Bằng tài kể chuyện khéo léo, cách xây dựng tình huống truyện đặc sắc, cũng như sự chiêm nghiệm riêng về nghệ thuật, tác giả đã thành công để lại dấu ấn trong trái tim độc giả, biến Chiếc Lá Cuối Cùng trở thành kiệt tác chung của nền văn học thế giới. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tuyệt phẩm truyện ngắn Chiếc Lá Cuối Cùng của nhà văn O. Henry. Tại một quận nhỏ nằm về hướng tây công viên Washington, đường xá chạy rối loạn, quanh co, trồng chéo nhau tạo thành nhiều khu nhỏ. Chúng thường được gọi là những cái ổ. Những cái ổ này cong lượn với những hình thù thật kỳ dị. Một con đường cứ tự cắt mình ra một hoặc hai lần. Có chàng nghệ sĩ phát ngôn rằng, đường xá như vậy cũng có cái lợi của nó. Giả sử như có một tên đòi nợ đến thu tiền cọ, tiền sơn của các thân chủ họa sĩ ở đây. Lòng vòng qua những con đường như vậy, cuối cùng cũng chỉ tìm thấy chính mình, rồi lại ra về với hai bàn tay không. Vì vậy mà các nghệ sĩ tìm đến và lang thang trong cái làng cổ Greenwich này. Họ tìm thuê những căn nhà có những chiếc cổng xây theo kiểu Hà Lan từ thế kỷ thứ 18, cửa sổ quay về hướng bắc với giá thuê thấp nhất. Rồi họ mang vào những chiếc thùng bằng thiết, một vài cái dĩa mòn kiếm được ở đại lộ thứ 6. Và cứ như vậy, cái làng cổ mặc nhiên trở thành một thuộc địa của đám nghệ sĩ nghèo. Siêu và John C. có một xưởng vẽ. Nó nằm ở lầu trên cùng của một căn nhà gạch 3 tầng thấp lè tè. John C. là tên gọi ở nhà của Joanna, một người từ Maine, một người từ California. Họ gặp nhau tại quán cơm bình dân trên đường số 8, cùng yêu thích hội họa, cùng mê món rau diếp trộn, rồi hợp đến nỗi cùng nhau mướn chung nhà, mở một xưởng vẽ vào hồi tháng 5. Rồi đến tháng 11, ông trời phái một ông khách lạnh lùng. Ông ta chính là căn bệnh viêm phổi. Ông khách này đến khủng bố cả một vùng lớn của Washington. Lão thò cái bàn tay lạnh ngắt, giơ chỗ này một chút, vỗ chỗ kia một phát. Khu vực phía đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khá nhiều người bệnh. Nhưng rồi bước chân của ông khách chậm dần, nhón gót bước vào từng cái mê cung chật hẹp rêu phong nhất của khu thuộc địa. Ông khách viêm phổi này không phải là hạng người mà bạn thường gọi là ông bạn già hào hiệp. Cô John C. gốc Cali nhỏ bé, liệu yếu đó thật ra không phải là đối thủ xứng tầm của lão già tay đỏ đó, nhưng lão vẫn đập cô ta tận tình. Vì vậy mà cô gái nằm sụi lơ, bất động trên chiếc giường sắt, mắt nhìn xuyên qua khung cửa sổ nhỏ vào bức tường gạch của căn nhà kế cận. Một bữa sáng nọ, ông bác sĩ mời Siêu ra ngoài hành lang, nhướng đôi mày rậm, ông nói. Cô ta chỉ có chừng một phần, để coi, phần 10 cơ hội sống sót. Vừa nói ông vừa rẫy rẫy cái nhiệt kế. Đó là vì cô ta không có chí cầu sinh. Cái cảnh bệnh nhân sắp hàng chờ chết, chứ không chịu uống thuốc chắc phải làm cho các thầy chế thuốc xấu hổ. Cô bạn nhỏ của cô đã hạ quyết tâm không chịu bình phục rồi. Cô ta có mơ ước gì trong đầu không? Siêu đáp lại. Cô ấy muốn một ngày nào đó sẽ vẽ vịnh Naples ạ. Vẽ? Chật! Cô ta có một cái gì đáng giá hơn trong đầu để nghĩ tới không, như một người đàn ông chẳng hạn. Đàn ông ạ? Siêu lặp lại với một giọng mũi khịt khịt. Đàn ông mà đáng giá thật. À không, thưa bác sĩ, không có những chuyện như vậy. Chà, như vậy thì tệ thật. Bác sĩ nói. Tôi sẽ ráng hết sức làm những gì mà khoa học có thể làm được. Nhưng hễ khi nào bệnh nhân của tôi bắt đầu nghĩ tới chiếc xe tang của mình, thì tôi trừ đi một nửa cái hiệu quả của thuốc men. Nếu cô có thể làm cho cô ấy thắc mắc một chút gì về mùa đông năm tới, thì tôi có thể hứa với cô là cơ hội sống sót của cô John C. là 1/5, còn không thì 1/10. Sau khi ông bác sĩ bỏ đi, Siêu trở vào phòng làm việc và khóc đến nhão chiếc khăn giấy Nhật Bản. Sau đó cô vác cái giá vẽ vào phòng John C., miệng ba hoa những câu bông đùa chọc vui. John C. nằm im lìm bất động dưới tấm chăn phủ giường, mặt hướng về phía cửa sổ. Ngỡ là bạn đang ngủ, Siêu ngưng những lời đùa giỡn.
Cô ta sắp xếp giá vẽ và bắt đầu minh họa cho một truyện đăng báo. Những họa sĩ trẻ dọn đường đến với nghệ thuật bằng cách minh họa cho các truyện trên báo, cũng như các nhà văn trẻ dọn đường đến với văn chương bằng ngòi bút vậy. Lúc Siêu đang vẽ quần áo và mắt kính cho một nhân vật anh hùng, một chàng kỵ sĩ miền Idaho, thì cô nghe một thứ âm thanh rầm rì, lặp đi lặp lại nhiều lần. Cô ta chạy vội lại bên giường người bệnh. Yonsi đang mở tròn mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ và đếm. Cô đang đếm ngược. 12. Một lát sau, 11, 10, rồi 9, rồi 8, và 7 gần như liền nhau. Siêu nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ bồn chồn lo lắng. Có gì ở ngoài đó để đếm đâu? Chỉ có một khoảng sân trống trơn buồn thảm và cái tường gạch của căn nhà cách đó 20 thước. Với một dây nho già, thật già, gần guốc cằn cỗi bò lên gần nửa bức tường. Những cơn gió lạnh mùa thu vừa qua đã làm lá rụng gần hết, chỉ còn trơ lại mấy nhánh bám lủng lẳng vào bức tường gạch đổ nát. Siêu hỏi, đếm gì vậy cô gái? 6. Yonsi nói, gần như thì thầm. Nó bắt đầu rụng nhanh rồi. 3 ngày trước còn cả trăm, làm mình đếm đến nhức đầu. Nhưng bây giờ thì dễ rồi. Lại một chiếc nữa rụng kìa. Chỉ còn có 5 chiếc. 5 chiếc gì thế? Nói cho Siêu đi biết với. Lá. Lá trên dây nho. Khi chiếc lá nho cuối cùng rơi xuống thì mình cũng sẽ đi luôn. Mình nghiệm ra điều đó 3 hôm rồi. Bác sĩ không nói cho bạn biết như vậy sao? Ồ, mình chưa bao giờ nghe được những chuyện vô lý như vậy. Siêu gắt bạn, giọng pha một chút giễu cợt. Cái dây nho già đó thì có liên quan gì đến sức khỏe của bạn? Bạn thường vẫn thích cái dây nho đó lắm mà. Cái cô bé hư này, đừng có suy nghĩ dại dột như vậy. Ồ, hồi sáng này bác sĩ nói là bạn có nhiều cơ hội bình phục lắm, để nhớ chính xác coi ổng nói sao. Ổng nói, 10 ăn 1. Như vậy thì chắc ăn như bắp rồi, chắc ăn như mình chạy xe trên đường phố, hay đi bộ qua các cao ốc ở New York vậy. Thôi, ráng ăn chút súp nhé, rồi để cho con nhỏ Siêu đi này tiếp tục vẽ tranh. Bán kiếm chút tiền còn mua rượu cho con bạn đang bệnh, rồi mua thịt heo xay về ăn cho đỡ đói nhé. Bạn không cần phải mua thêm rượu nho, Yonsi nói mà mắt vẫn dán chặt ra ngoài cửa sổ. Một chiếc nữa rụng. Không, mình không muốn ăn súp đâu. Vậy là chỉ còn lại 4 chiếc. Mình muốn nhìn thấy chiếc lá cuối cùng rơi trước khi trời tối, rồi mình sẽ đi theo. Siêu cúi xuống bên mình Yonsi. Yonsi nhắm mắt lại và hứa là sẽ không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa cho đến khi nào mình vẽ xong. Mình phải nộp mấy bản vẽ này vào ngày mai. Mình cần chút ánh sáng, nếu không thì bức tranh sẽ tối hù. Yonsi hỏi, vẽ lạnh lùng. Bạn không vẽ ở phòng khác được à? Mình cần phải ở đây với bạn. Ngoài ra, mình không muốn bạn cứ nhìn vào mấy cái lá nho chết tiệt đó. Siêu đáp lại. Vẽ xong thì nhớ cho biết liền nhé Siêu. Yonsi nói và nhắm mắt lại, nằm bất động như một bức tượng bị đổ. Tại mình muốn nhìn thấy chiếc lá cuối cùng rơi xuống. Mình chờ mệt quá rồi. Mình suy nghĩ mệt quá rồi. Ráng ngủ đi, Siêu nói. Mình phải kêu ông Bơ Men lên ngồi làm mẫu vẽ một người thợ mỏ nghèo. Mình sẽ đi chừng một phút. Đừng cử động gì cả cho đến khi mình trở lại, nhé. Lão Bơ Men là một họa sĩ ở ngay dưới tầng trệt. Lão đã quá 60 tuổi, có một bộ râu chảy dài từ một cái đầu to tướng xuống một thân hình nhỏ thó, giống như bộ râu dài của Thánh Mô-dê trong tranh của Michael Angelo. Bơ Men là một nghệ sĩ thất bại. Lão cầm cọ đã 40 năm rồi, mà chẳng vẽ được một bức tranh nào cho ra hồn cả. Lúc nào lão cũng làm như sắp sửa thực hiện một tác phẩm lớn, nhưng thực sự chưa bao giờ bắt tay vào việc. Suốt mấy năm liền, lão chẳng vẽ vời gì ngoài một vài bức tranh quảng cáo lem nhem. Lão kiếm sống bằng nghề làm người mẫu cho các họa sĩ trẻ trong khu thuộc địa, vì họ không đủ tiền mướn các người mẫu chuyên nghiệp. Lão uống rượu như hũ chìm, và nói hoài về cái tác phẩm lớn sắp hoàn thành của mình. Đối với nhiều người thì lão là một lão già nhỏ con mà gân lắm. Lão thường mặc xác thậm tệ cái tính ủy mị, yếu đuối của người khác, và tự coi mình như một người dẫn dắt, bảo vệ hai cô họa sĩ trẻ trong cái xưởng vẽ trên lầu. Siêu tìm thấy lão Bơ Men trong căn phòng nhỏ tối hù của lão ở lầu dưới,
người nồng nặc mùi rượu dâu. Trong một góc phòng, tấm vải trên khung vẽ vẫn còn trống trơn nằm chờ hơn 20 năm rồi, cùng với những đường cọ đầu tiên của cái tác phẩm lớn của lão. Cô kể cho lão nghe về sự tưởng tượng lạ lùng của Yonsi, về nỗi lo là cô ta vốn đã mong manh, yếu đuối. Khi nghị lực của cô cạn đi, thì cô sẽ trôi tuột đi như chiếc lá lìa cành. Lão bơ men với cặp mắt đỏ ngầu chiếu thẳng ra trước, la lên với vẻ chế nhạo cái óc tưởng tượng ngu ngốc đó. Chà, lão khóc, sao thế gian này lại có người nghĩ quẩn như con nhỏ đó, đi gán mạng sống của mình vào mấy cái lá chết tiệt kia chứ? Lão chưa từng nghe chuyện đó bao giờ. Không, lão không làm cái người mẫu khổ hạnh ngu ngốc đó cho cô đâu, hiểu chưa? Sao cô lại để cho những chuyện ngu xuẩn như vậy chạy vô đầu con nhỏ đó như vậy hả? Cái con nhỏ Yonsi tội nghiệp. Cô ấy bệnh nặng và yếu lắm, Siêu đáp. Cơn sốt làm cho tâm trí Yonsi trở nên hỗn loạn, tưởng tượng ra những việc hoang đường. Được rồi, ông bơ men, nếu ông không muốn làm người mẫu cho tôi thì cũng không sao. Tôi biết ông chỉ là một lão già khó tính, ba hoa, ngồi lê đôi mắt. Cô đúng là cái giống đàn bà, lão bơ men la lên. Ai nói là lão không chịu ngồi mẫu? Đi đi, lão sẽ lên gặp cô. Suốt nửa tiếng đồng hồ vừa rồi lão đã giải thích là lão sẵn sàng ngồi mẫu mà. Chà, đây đâu phải là chỗ cho những người tốt như cô Yonsi nằm bệnh chứ. Một ngày nào đó lão sẽ vẽ xong tác phẩm lớn, rồi chúng ta sẽ rời bỏ chỗ này. Chà, đúng vậy. Lúc hai người lên đến nơi thì Yonsi đang ngủ. Siêu kéo tấm màn cửa sổ cho kín lại và ra dấu cho lão bơ men sang phòng kế. Cả hai cùng lo lắng nhìn mấy cọng dây nho bên ngoài cửa sổ. Rồi cả hai cùng nhìn nhau một lúc lâu không nói lời nào. Trời mưa dai dẳng và có chút tuyết rơi. Lão bơ men trong chiếc áo xanh cũ kỹ bắt đầu ngồi lên trên cái ấm nước đặt lộn ngược giả làm tảng đá. Ông ngồi đó để làm mẫu một người thợ mỏ nghèo khó. Sáng hôm sau, Siêu thức dậy sau chừng một giờ ngủ mê, cô bắt gặp Yonsi với cặp mắt mở lớn, đờ đẫn đang nhìn chăm chăm vào một cái bóng màu xanh. Kéo cửa sổ lên, mình muốn nhìn một chút, cô thì thầm ra lệnh. Siêu làm theo một cách uể oải, nhưng, ô kìa, sau một cơn mưa dữ dội và những cơn gió to vật vã suốt đêm dài, một chiếc lá nho vẫn còn hiện rõ mồn một trên bức tường gạch. Đó là chiếc lá nho cuối cùng còn sót lại. Cuốn lá vẫn còn cái màu xanh đậm, nhưng ven rìa lá, răng cưa của nó đã nhúng màu vàng úa. Chiếc lá treo mình lơ lửng, như thách đố trên một dây nho cách mặt đất chừng 20 thước. Đó là chiếc lá cuối cùng, Yonsi nói. Mình cứ tưởng nó phải rụng hồi đêm rồi. Mình nghe gió dữ lắm, chắc nó sẽ rụng trong ngày hôm nay, và mình cũng sẽ rụng theo. Yonsi bạn tôi ơi, Siêu vừa nói vừa dúi khuôn mặt mệt mỏi của mình vào chiếc gối. Nếu bạn không muốn nghĩ đến bản thân mình, thì xin hãy nghĩ tới Siêu đây. Siêu phải làm sao đây? Nhưng Yonsi không trả lời. Cái sinh vật cô đơn khủng khiếp nhất trên thế gian này chắc phải là cái linh hồn khi đã sẵn sàng đi vào một cuộc hành trình miên viễn, đầy huyền bí. Sự tưởng tượng hoang đường đó dường như càng ám ảnh cô gái mạnh mẽ hơn khi mối liên hệ với bạn bè, với trái đất này của cô cứ lỏng lẻo dần. Ngày tàn dần, và dù trời nhá nhem tranh tối tranh sáng, họ vẫn có thể nhìn thấy chiếc lá nho duy nhất. Nó vẫn còn bám vào cuốn dây nổi bật trên bức tường. Rồi đêm đến, và những cơn gió bắt lụi dần, trong khi cơn mưa vẫn còn đập vào khung cửa sổ rơi lộp bộp. Khi trời vừa hừng sáng, Yonsi thẫn thờ đòi kéo tấm màn che lên. Chiếc lá vẫn còn đó. Yonsi nằm yên lặng nhìn một lúc khá lâu. Rồi cô cất tiếng gọi Siêu, lúc cô đang khuấy nồi súp gà trên cái lò ga. Mình thật là tệ quá, Siêu đi ạ, Yonsi nói. Một cái gì đó đã làm cho chiếc lá cuối cùng kia không chịu rụng, làm mình cảm thấy xấu hổ quá. Mình thật là tệ quá. Muốn chết đi thì quả là một điều ngu xuẩn. Bạn mang cho mình một chút súp đi, một ít sữa có pha chút rượu nho nữa. Nhưng khoan, mang cho mình một cái gương nhỏ trước đã, rồi kê dùng mình mấy chiếc gối, để mình có thể ngồi dậy nhìn bạn làm bếp. Một giờ sau Yonsi nói, Siêu đi này, mình hy vọng có ngày sẽ vẽ vịnh Naples. Chiều hôm đó bác sĩ đến thăm,
Siêu cáo lỗi với bạn để đi ra hành lang gặp bác sĩ khi ông ta ra về. Có triển vọng tốt, bác sĩ vừa nói vừa cầm lấy bàn tay gầy guộc và run rẩy của Siêu. Ráng chăm sóc thì cô ấy sẽ khỏi. Bây giờ tôi phải đi thăm một bệnh nhân khác dưới lầu, tên là Berman, nghe nói là một nghệ sĩ gì đó. Cũng bị viêm phổi. Ông ta già, yếu thành ra bị nặng lắm. Không có hy vọng gì, nhưng hôm nay sẽ đưa ông ta vào bệnh viện để được tiện nghi hơn. Hôm sau bác sĩ bảo Siêu, cô ấy qua cơn nguy rồi, cô ấy đã chiến thắng. Giờ chỉ cần ăn uống và tịnh dưỡng là đủ. Chiều hôm đó, Siêu đến bên John C. đang nằm trên giường bệnh, thắt lại chiếc khăn len quàng cổ màu xanh đậm, quàng tay ôm lấy bạn, rồi ôm chiếc gối, tần mần tẩn mẫn. Mình có chuyện này muốn nói với bạn, con chuột bạch à. Siêu tiếp tục nói. Cụ Berman đã mất trong bệnh viện ngày hôm nay vì bị viêm phổi. Cụ mắc bệnh chỉ có 2 ngày. Hôm đầu tiên ông quản gia tìm thấy cụ nằm trong phòng có vẻ đau đớn lắm. Giày dép, quần áo cụ ướt sũng và lạnh như đá. Họ không tưởng tượng ra được cụ ấy đi đâu, làm gì trong một đêm gió mưa khủng khiếp như vậy. Sau đó họ tìm thấy chiếc đèn lồng vẫn còn cháy sáng, một chiếc thang được kéo lê ra từ trong kho, mấy chiếc cọ còn dính sơn và một hộp sơn pha trộn hai thứ màu xanh và vàng. Và bạn thử nhìn ra ngoài cửa sổ kia, nhìn vào chiếc lá nho cuối cùng trên bức tường đó. Bạn không cảm thấy ngạc nhiên là tại sao nó chẳng lung lay động đậy gì trong cơn gió à? Bạn ơi, nó chính là cái tác phẩm lớn của cụ Berman đó. Cụ đã vẽ nó vào cái đêm chiếc lá nho cuối cùng rơi xuống. Bạn nghĩ sao về câu chuyện trên? Hãy chia sẻ ý kiến và cảm nghĩ của bạn tại phần comment bên dưới nhé. Rất cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích hãy bấm like và subscribe kênh của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo cùng podcast Trạm Đọc.